bà Harris tiếp tục vượt ông Trump trong khảo sát bầu cử. Phó Tổng thống Harris tiếp tục dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 4 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát mới trên phạm vi toàn quốc. Cuộc khảo sát do Phòng nghiên cứu truyền thông chính trị của Đại học Florida Atlantic, vào Phòng nghiên cứu ý kiến công chúng và tổ chức Menche Ad Research USA công bố hôm 27 tháng 8 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước đối thủ Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 47% và 43%. Trong nhóm khảo sát gồm các cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, Bà Harris dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 49%, trong khi ông Trump nhận được 45% ủng hộ. Cuộc khảo sát được tiến hành vào 23 đến ngày 25 tháng 8 với 929 cử tri đã đăng ký tại Mỹ và sai số là 3,2 điểm phần trăm. Cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc được tiến hành chỉ vài ngày sau khi diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ tại Chicago. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ nhận được sự ủng hộ từ 53% nữ giới và 45% nam giới. Trong khi đó, Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa nhận được sự ủng hộ từ 47% nam giới và 41% nữ giới. Bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri gốc Latin, da màu và da trắng lần lượt là 51%, 73% và 57%. Ông Trump vẫn duy trì được sự ủng hộ đáng kể từ các cử tri da trắng không có bằng đại học với 59% ủng hộ. Kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống, Phó tổng thống Harris đã thực sự thu hút được các cử tri nữ và khoảng cách giới tính đã trở nên rõ rệt hơn bà Harris cũng đã tái thiết lập lợi thế của Đảng Dân Chủ đối với các cử tri thiểu số. Lumarina Garcia, phó giáo sư khoa học chính trị tại FAO, nhận định ông Trump đang mất đi sự ủng hộ từ cử tri độc lập so với tháng 7. Điều này có thể là kết quả của Đại hội Đảng Dân Chủ và vẫn cần được theo dõi. Nếu mô hình này tiếp tục, ông Trump sẽ khó có thể duy trì lợi thế trong cuộc bầu cử. Dù không kim, phó giáo sư khoa học chính trị tại FAO cho biết, kể từ khi thay thế Tổng thống Biden trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng trước, bà Harris đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các cử tri tạo ra mối đe dọa đối với vị trí dẫn đầu vững chắc trong các cuộc khảo sát mà ông trump từng nắm giữ trước đây cả trên phạm vi toàn quốc và tại các bang chiến trường trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người mỹ đối với các ứng cử viên chính trị một số bang cạnh tranh thường làm nghiêng cán cân trong bỏ phiếu cử tri đoàn những lá phiếu quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ chiến dịch tranh cử của ông trump đã bác bỏ bất kỳ cuộc thăm dò nào cho thấy sự ủng hộ đối với bà harris ngày càng tăng họ lập luận Bà Harris có thể nổi tiếng tạm thời do các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về việc bà trở thành ứng viên mới của Đảng Dân chủ. Bà Harris sắp trả lời phỏng vấn lần đầu từ khi tranh cử tổng thống ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris và Phó tướng thống đốc Minnesota, Tim A sẽ trả lời phỏng vấn của CNN. Đây là cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của hai ứng cử viên kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử. Cuộc phỏng vấn, do nhà báo chính trị và người dẫn chương trình Dana của CNN thực hiện, sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 29 tháng 8, sau gần 40 ngày tuyên bố tranh cử tổng thống chiến dịch tranh cử của bà harris đã tạo được dấu ấn với các cử tri tuy nhiên việc bà không tổ chức họp báo và có các cuộc phỏng vấn chính thức đã bị các đối thủ bên đảng cộng hòa chỉ trích cuộc phỏng vấn sắp tới với cnn sẽ là cơ hội để bà harris và phó tướng trình bày quan điểm về các vấn đề và ghi điểm trước cử tri ông trump đổi chiến thuật để lật ngược thế cờ trước bà harris cựu tổng thống mỹ donald trump đang tìm cách giành lại sự chú ý trong bối cảnh ứng viên đảng dân chủ kamala harris ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc đua vào nhà trắng các nguồn tin thân cận cuối tuần qua cho hay trong thời gian tới, thay vì tập trung công kích đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tăng tốc độ vận động tranh cử ở các bang quan trọng. Đây là một phần trong chiến thuật của ông Trump nhằm giành lại sự chú ý sau khi chiến dịch của ông dường như lắng xuống trước sức hút ngày càng lớn của ứng viên dân chủ Kamala Harris. Một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, lịch trình sắp tới của cựu Tổng thống sẽ điều chỉnh sẽ với trước đây. Dự kiến từ giờ đến trước cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào hàng tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Đặc biệt, sau thành công của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, ông Trump coi đây là giai đoạn nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang quan trọng bỏ phiếu sớm như North Carolina hay Pennsylvania, cũng như các bang vốn nghiêng hẳn về một đảng như Minnesota, Florida. Đội ngũ của ông Trump còn có kế hoạch tăng cường các nhóm vận động quần chúng tại những bang này. Bên cạnh các cuộc vận động tranh cử quy mô lớn, ông Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ ở những địa điểm riêng tư hơn, ít người tham dự hơn để tập trung làm rõ các chính sách của ông. Một cố vấn tiết lộ, cựu tổng thống được cho là cũng đang thảo luận chính sách với các nhà lập pháp đảng cộng hòa các chuyên gia đồng minh nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới trước thềm cuộc tranh luận với ứng viên dân chủ harris vào tháng 9 tới ví dụ cựu hạ nghị sĩ hạ oito Gaba đã âm thầm làm việc với ông trump để giúp ông hiểu phong cách tranh luận của bà harris ông gaba là một trong số các ứng viên tổng thống của đảng dân chủ năm 2020 từng tranh luận trực tiếp với bà harris các cố vấn tin rằng khả năng tranh luận của ông gaba đã làm giảm cơ hội đề cử của bà harris lúc bấy giờ trước kia Ông Trump từng nói không có thiện cảm với việc chuẩn bị cho những cuộc tranh luận truyền thống và bản thân ông không cần sự chuẩn bị. Những thay đổi trong chiến lược tranh cử của ông Trump được thực hiện trong bối cảnh các đồng minh thân cận cảnh báo Trump nên tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân và kêu gọi ông xuất hiện trước cử tri thường xuyên hơn. Đây dường như là một phần nỗ lực của ông Trump và đội ngũ nhằm lật ngược tình thế khi ứng viên dân chủ Kamala Harris, dù gia nhập đường đun muộn, nhưng đã có những bước tiến nhanh chóng. Bà Harris dẫn trước ông Trump trong hầu hết các thăm dò dư luận tại những bang quan trọng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hiệu quả của chiến lược này đến đâu bởi ông Trump vốn là người khó đoán, tính khí thất thường, không dễ dàng bị ai kiểm soát. Ông Trump nêu thời điểm có thể chấm dứt xung đột Nga, Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi kỹ năng chiến đấu của quân đội Nga và cam kết chấm dứt xung đột Ukraine trước cuối năm nay nếu ông tái đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến xung đột Nga, Ukraine trong cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ được đăng vào ngày 26 tháng 8. Chương trình được giới thiệu là những câu chuyện không qua kiểm duyệt về các sự kiện anh hùng và các vấn đề thế giới hiện tại do cựu lính đặc nhiệm siêu của hải quân mỹ và nhà thầu seyason ryan làm người dẫn quân đội nga là những chiến binh mùa đông tuyệt vời họ đã đánh bại đức và họ đã đánh bại napoleon họ không dễ bị khuất phục và họ có quân đội hùng mạnh còn ukraine thì không nhưng chúng ta đang phải cung cấp cho ukraine rất nhiều tiền ông trump nói với ryan theo ước tính của viện cairo một nhóm nghiên cứu của Đức theo dõi các khoản viện trợ, Mỹ và các đồng minh đã chuyển hơn 400 tỷ đô la viện trợ cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, bao gồm hơn 120 tỷ đô la viện trợ quân sự trực tiếp. Không đi vào chi tiết, ông Trump phản đối việc Mỹ chiếm phần lớn trong các khoản viện trợ quân sự, lập luận rằng các thành viên châu Âu trong khối NATO cần phải chia đều đóng góp của họ. Cuộc chiến đó tàn khốc hơn nhiều so với những gì mọi người biết, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn. Ông Trump cũng cam kết sẽ giải quyết cuộc xung đột Nga, Ukraine với tư cách là tổng thống đắc cử vào cuối năm nay mà không chờ đến lễ nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2025. Ông Trump đã nhiều lần lập luận rằng xung đột sẽ không đổ ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng. Ông cũng tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ. Cuộc phỏng vấn tuần này không phải là lần đầu tiên ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa ca ngợi khả năng chiến đấu của Nga. Lần đầu tiên ông nêu vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng 2, sau đó là vào tháng 7, khi kể lại cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi được Ryan hỏi rằng ông sẽ chi bao nhiêu trong số 175 tỷ đô la mà Quốc hội Mỹ đã phân bổ cho việc viện trợ Ukraine, ông Trump chỉ ra rằng Mỹ có hơn 30.000 tỷ đô la nước quốc gia. Cựu Tổng thống cũng phàn nàn về việc lầu năm góc đã làm cạn kiệt kho vũ khí dự trữ mà ông đã rất vất vả để xây dựng trong thời gian tại nhiệm. Họ đã trao tất cả cho Ukraine. Bây giờ chúng ta không còn đạn dược nữa, ông Trump tuyên bố. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng trước, ông Trump đã nhắc lại cam kết rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow nếu tái đắc cử vào tháng 11. Hồi tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nói rõ rằng ông sẽ ngừng cấp hàng chục tỷ USD tiền cứu trợ cho Ukraine. Ông Trump từng đưa ra quan điểm ủng hộ viện trợ Ukraine dưới dạng khoản vay. Ông Trump được cho là sẽ tìm cách đưa Nga vào Ukraine và Ukraine vào bàn đàm phán thông qua mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine.